Biến căng, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bị làm đơn tố giác, cư dân mạng hạ hê khi biết được nguyên nhân. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đang vướng phải loạn lùm xùm lớn sau 30 năm làm nghề. Từ một nhân vật được nể trọng, giờ đây nam danh hài bị dư luận ném đá công kích trên mọi nơi. Quẩn khúc về mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên còn chưa qua, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lại tiếp tục bị khu chuyện làm từ thiện. Số tiền gần 14 tỷ đồng ông quyên góp được từ hồi năm 2020 đến tận tháng 5 2021 vẫn chưa được giải ngân. Giữa hàng loạt bê bối, Hoài Linh hai lần ra mặt giải thích lý do chậm trễ làm từ thiện. Phía nam danh hài cũng vội vàng giải ngân tiền cho đồng bào miền Trung, công khai sao kê, chứng từ đoạn clip dài gần 50 phút. Thế nhưng, với dư luận như vậy vẫn không đủ, nhiều người đặt ra thêm thắc mắc, nghi ngờ nghệ sĩ Hoài Linh, thậm chí căng thẳng hơn, có người còn gửi đơn tố giác ông đến cơ quan chức năng. Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền chuyện này, tờ báo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đơn tố giác được chia sẻ khắp nơi. Trong đó, nội dung đơn được nêu rõ, tố cáo ông Võ Hoài Linh, nghệ danh Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh có tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh, cư trú nhà thờ tổ sân khấu, đường số 5 phường Phước Long, thành phố Thủ Đức, có hành vi chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng qua việc kêu gọi từ thiện các tỉnh miền Trung vào tháng 10 năm 2020. Sau khi xem xét nội dung đơn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn này lên Công an thành phố Thủ Đức để xem xét và giải quyết theo quy định. Là đơn tố cáo hay tờ thông báo trên vẫn chưa được phía cơ quan chức năng xác nhận. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã bàn luận về nó rất nhiều. Đa số đều tỏ ra hài hê khi nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bị sờ gáy. Nhiều người để lại bình luận mỉa mai, phỏng đoán câu trả lời của nam danh hài khi được mời lên làm việc về chuyện làm từ thiện. Lên công an, chú sẽ nói về nè. Mấy chú thấy 10 tỷ này có đáng 30 năm làm nghề của tôi không? Mấy chú công an sẽ nói, đáng. Các bạn đừng bảo giải ngân rồi là xong, người ta đánh vào cái sao kê kia kìa, chỉ cần tiêu không đúng mục đích, 2 triệu trở lên là sai rồi. Có hành vi chiếm đoạt bị phát hiện rồi mới mang đi giải ngân, dù giải ngân vẫn có thể quy vào tội có hành vi, ý đồ chiếm đoạt tài sản. Chưa kể, nếu tiền nhận được hơn 15,2 tỷ kia thì sao nhỉ? Theo mình còn nhiều khuất tất lắm, chờ cơ quan chức năng vào cuộc. Hoài Linh là bài học lớn cho giới nghệ sĩ, đừng tưởng khán giả không biết gì mà làm loạn. Trước thông tin trên, phía Hoài Linh vẫn chưa có phản hồi cụ thể. Hiện tại, nam danh hài vẫn lánh mặt truyền thông và công chúng, rất khó để liên lạc.